xem thế giới bóng đá ngày qua có những điều gì thú vị nhé. Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai kết thúc hợp đồng với Incheon, điều này sẽ tốt cho Công Phượng. Thưa quý vị, mới đây câu lạc bộ Incheon United chính thức công bố công phượng chia tay đội bóng này. Dù thời hạn hợp đồng giữa hai bên là một năm, câu chuyện lập tức xảy ra tranh cãi là Incheon United đã thanh lý công phượng hay tiền đạo người xứ nghệ chủ động ra đi để tìm kiếm bến đồ mới. Trước luôn ý kiến tranh cãi này, South Star đã trao đổi với Bảo Đức để có câu trả lời chính thức cho nguyên nhân công phượng sớm rời Incheon United trong thời điểm cả hai vẫn còn hợp đồng. Bầu Đức chia sẻ, Chúng tôi chủ động chấm dứt hợp đồng với Incheon United. Tôi nghĩ đây là điều cần làm để công phượng có một bến độ tốt hơn thay vì chịu nhiều áp lực ở Incheon United. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho công phượng. Đây là lý do để Hoàng Anh Gia Lai quyết định sớm kết thúc hợp đồng cho công phượng. Cháu sẽ không trở lại Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng mà có một bến độ khác. Hiện tại tôi chưa thể nói trước là công phượng sẽ chơi bóng ở đâu vì mọi thứ vẫn chưa chính thức. Như vậy, câu trả lời cho người hâm mộ đã rõ ràng là câu Phượng chủ động chấm dứt hợp đồng với Incheon United sau một thời gian không hợp về lối chơi. Đây là quyết định được người hâm mộ Việt Nam ủng hộ vì phần lớn ý kiến liên tục kêu gọi tiền đạo người xứ nghệ cần sớm rời đội bóng xứ Kim Chi bởi lối chơi của Incheon United thiên về sức mạnh và bóng dài. Trong khi đó, câu phường chia sẻ, tôi muốn chơi tốt tại Incheon nhưng bản thân cảm thấy tiếc vì đã không thể làm được. Tôi muốn trở thành một cầu thủ nước ngoài tốt hơn, tôi sẽ không quên những kỷ niệm quý giá tại Inter United và dù chơi ở đầu tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Rồi Inter United Công Phượng sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam dự Kings Cup 2019, sau đó quay lại Việt Nam để xin visa. Công Phượng dự kiến công một tháng sang Pháp thử việc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, thì Công Phượng sẽ đến Pháp thi đấu. Đây sẽ là trang mới trong sự nghiệp của Công Phượng sau khi sang Nhật Bản và Hàn Quốc trong hai lần xuất ngoại. Công Phượng đi Pháp đừng sống đời du mục, hãy về Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, sau King's Cup năm 2019, Công Phượng sẽ có một tháng thử việc ở Pháp, liệu có thêm một quyết định sai. Những ngày đầu Tết Nguyên đáng năm 2019 trở nên xôn xao với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bom tấn Công Phượng trời Hoàng Anh Gia Lai đến Incheon United trong sự kỳ vọng lớn lao, nhưng đổi lại là sự thất vọng tột cùng. Incheon hóa ra không phải là nơi để phượng nở hoa, chẳng có một chút cảm xúc nào ngoài chuỗi ngày buồn lê thê. Phượng giống như là con hổ bị bỏ đói ở xứ Kim chi một hành trình lạnh lẽo và đầy thất vọng. 401 phút, đó là khoảng thời gian công phượng chơi ở Khalid năm 2019. 4 trận đá chính, 5 trận vào sân từ ghế dự bị, 4 lần không được đăng ký thi đấu, không bàn thắng và không kiến tạo. Công phượng ở Incheon giống như một tấn hài bi kịch. Ngay từ ngày ra mắt, Incheon United cho công phượng vào sân ở phút bù giờ, chẳng có nổi một pha chạm bóng khi phượng chỉ sống vai trò, thay người để phục vụ cho mục đích câu giờ đỡ buồn càng lớn hơn khi các huấn luyện viên Incheon United chẳng có một chút gì tâm lý. Họ sẵn sàng chê trách công phượng đủ các kiểu. Dù lẽ ra trong tư thế người thầy thì cần bảo vệ công phượng giúp cho cậu học trò giảm tải áp lực. Lỗi không thể đổ hết lên đầu công phượng. Tiền đạo này không đáng bị như vậy. Incheon United chơi thứ bóng đá không cảm xúc, đá bóng dài, chơi thiên về sức mạnh, thiếu ý tưởng tấn công. Có công phượng trên sân hay không thì Incheon United vẫn thua liên tục. Thế nên đừng đổ lỗi cho công phượng. Hành trình của công phượng ở Incheon United có thể gói gọn, ám ảnh đến cùng cực, phượng quyết định ra đi là hợp lý. Kết thúc Kings Cup năm 2019, công phượng trở lại Việt Nam xin visa để đi Pháp thử việc một tháng. Phượng muốn được chơi bóng ở châu Âu, liệu có thêm một quyết định sai? Công phượng có đủ năng lực để được ở lại nước Pháp hay không, mọi thứ vẫn phải chờ. Nhưng công phượng thêm một lần xuất ngoại khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng. Vì hai lần đi nước ngoài thì phượng đều nhận những trái đắng, dù chỉ đến đội bóng ở châu Á đức pháp rất lãng mạn nhưng bóng đá sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác pháp có rất nhiều cầu thủ châu phi chơi bóng trên đồ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với hàn quốc nhật bản thách thức sẽ lớn hơn nhiều cho công phượng vấn đề của câu chuyện không nằm ở vế công phượng có được chơi bóng ở pháp hay không sự lo lắng nằm ở thành công hay thất bại nếu thêm một lần thất bại thì công phượng rất khó tìm lại chính mình khi tâm lý bị ảnh hưởng thậm chí ám ảnh về những lần xuất ngoại Mỗi cầu thủ có một giới hạn, mỗi ngôi sao có một môi trường để bùng nổ. Torres, hung thần của Chelsea, chơi cực hay trong thời gian ở Liverpool. Nhưng Chelsea chính là nắm mồi chung vùi sự nghiệp của Torres, từ một sát thủ khóa thành chân cũ đến khó tin. Kaka hào hoa lãng mạn và hiệu quả ở AC Milan, đến Real Madrid trở thành nội thất vọng. Tất cả cho thấy cầu thủ giỏi, đưa đến một môi trường không phù hợp thì khó tỏa sáng. Công phượng có lẽ sẽ phải cân nhắc về điều này phải chăng tốt nhất là trở lại Hoàng Anh Gia Lai để chơi bóng trong tâm lý tốt nhất, thay vì cô ép bản thân phải xuất ngoài để nhận những bi kịch lớn với khoảng thời gian dự bị hơn là chơi bóng. Tuổi 24, Phượng không cần trẻ nên cần có một quyết định hợp lý, có một ngôi nhà để ổn định phát triển sự nghiệp còn hơn sống một đời du mục.